Thưa quý vị, sau gần 3 tháng xảy ra vụ việc, Trường Trung học Phổ thông Đà Phúc Sóc Sơn vừa có báo cáo chi tiết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hình thức kỷ luật nữ giáo viên Nguyễn Thị Phượng, chủ nhiệm lớp 12D4 để học sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức. Báo cáo nêu rõ, căn cứ thông tin xác minh từ cơ quan công an, cô Nguyễn Thị Phượng vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng, nữ giáo viên nhận lỗi chậm, bao biện cho bản thân. Cô Phượng còn liên hệ với học sinh và phụ huynh gây tâm lý bất an đề nghị hội trưởng cha mẹ học sinh lớp lập nhóm để kiến nghị hiệu trưởng cho phép cô trở lại dạy, tiếp tục chủ nhiệm lớp 12D4. Không dừng lại ở đó, nữ giáo viên từng thu tiền học thêm vào tiếng Anh bổ trợ đầu năm học 2022-2023. Cuối năm học còn thừa 26,5 triệu đồng, nhưng cô Phượng không báo cho học sinh, phụ huynh biết. Tổ công tác đã xác minh, thông báo trả lại số tiền này cho mỗi học sinh khoảng 600.000 đồng. Theo báo cáo này, nhà trường không có chủ trương tổ chức học sinh đi thực tế nhưng cô Phượng tự thu 715.000 đồng một học sinh, tiền đi thực tế, trường cũng đã thông báo trả lại số tiền trên cho học sinh. Về hình thức kỷ luật, trường Trung học phổ thông Đa Phúc báo cáo ngày mùng 4 tháng 12, hội đồng sư phạm nhà trường họp lấy phiếu kín về việc kỷ luật cô Phượng, kết quả là 4 trên 82 người có mặt tại cuộc họp đồng ý xử lý cô Phượng mức khiển trách chiếm 5%. Cảnh cáo là 63 trên 82 người đồng ý, chiếm 77% buộc thôi việc có 15 trên 82 người tán thành, chiếm 18%. Trước mắt, tri bộ nhà trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, dự kiến thi hành kỷ luật đảng với cô Nguyễn Thị Phượng trong tháng 12 này. Sau khi tri hội tổ chức kiểm điểm và kỷ luật đảng, báo cáo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, nhà trường dựa trên kết quả điều tra của công an, xem xét thêm ý kiến của Hội đồng Sư phạm để kỷ luật viên chức đối với cô Phượng theo quy định.